Trên chấm phạt đền ở trận chung kết Champions League, Čech chưa bao giờ được coi là thủ môn bắt penalty tốt. Nhưng trước Bayern, người gác đền từ Cộng hòa Séc đã cản phá thành công quả penalty của Robben trong hiệp phụ thứ nhất, khiến cho trận đấu giải quyết bằng một loạt đá luân lưu 11m. Chelsea đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3. Robben luôn sút về nhiều hướng khác nhau. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu tôi là Robben, tôi sẽ sút về bên phải. Chết phát biểu. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký để trở thành hội viên được đặt ở dưới phần mô tả để có thể nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Trên chấm 11m, mọi sự vật hiện tượng dường như có một chút gì đó căng thẳng hơn so với những quãng thời gian còn lại trên sân. Khoảnh khắc cầu thủ thực hiện và thủ môn đấu trí với nhau trong từng giây từng phút chờ đợi tiếng còi báo hiệu từ trọng tài, kéo theo sự hồi hộp đến nín thở của những cổ động viên trên khán đài. Và hôm nay, không chỉ là những loạt penalty thông thường, chúng tôi xin gửi đến các bạn video những pha cứu penalty sẽ không tái diễn lại lần nữa. Hãy thưởng thức cùng chúng tôi nào! Đã từng có rất nhiều trường hợp thủ môn chọn phương án vào bóng mạnh với tiền đạo đối phương để hóa giải tình thế ngàn cân treo sợi tóc cho đội nhà. Và ở trong những hoàn cảnh như vậy, họ cũng gần chiếc thẻ đỏ hơn bao giờ hết. Điều này dẫn đến việc những hậu vệ của đội bóng trở thành những thủ môn bất đắc dĩ. Và dĩ nhiên là cá thì sẽ không trèo cây giỏi. Chỉ một vài trường hợp ngoại lệ biểu hiện xuất thần trong những trường hợp phát sinh này. Không những đã bao đồng quá tốt nhiệm vụ ngoài lề của mình, chàng hậu vệ của Galatasaray còn khiến khán giả phải ấn tượng cực mạnh với pha ăn mừng cực ngầu của mình. Các bạn có cảm thấy pha ăn mừng này quen thuộc không? Trên chấm luân lưu, tâm lý là yếu tố mấu chốt để tìm ra ai sẽ là người làm chủ cuộc chơi. Nên việc các cầu thủ tung những đòn tâm lý vào đối phương trước khi pha bóng diễn ra là điều hết sức bình thường. Và ở lần này, Zohar của Man City đã đánh phủ đầu Seydou Keita của AS Roma khi thủ thành người Anh tự tin khẳng định là anh biết đối thủ sẽ sút vào đâu. Cầu thủ người Mali ít nhiều bị bất ngờ bởi thái độ của Hart và quả nhiên là anh đã bị cựu thủ thành của Man City khuất phục với một pha phán đoán chuẩn xác. Đối với Zohar, một là anh sẽ làm nền cho đối thủ và hai là họ sẽ phải ủ rũ trước tài năng của anh. Nếu hỏi đâu là cảm xúc khiến bạn cảm thấy khó thở nhất, thì hãy hóa thân thành Robben hoặc Bitterjet trong tình huống này. Đó là khi bạn đứng giữa lằn ranh của người hùng và tội đồ vì phải đối mặt với một quả 11m ở phút 90+5 của một trận chung kết C1, cơ hội cuối cùng để Bayern của bạn hạ gục đối thủ với tỷ số 2-1, hoặc cũng là khoảnh khắc biến bạn thành người hùng của sắc xanh thành London. Và đứng trước áp lực khủng khiếp ấy, lịch sử đã gọi tên người bản lĩnh hơn là Jake cùng một cú đổ người khiến những fan của The Blues không thể nào quên. Cú đổ người mang về chiếc cúp C1 mùa giải 2011-2012 cho Chelsea. Ở một đấu trường có quy mô và phạm vi toàn cầu như World Cup, áp lực của các cầu thủ thậm chí còn khủng khiếp hơn ngàn cân treo sợi tóc tại cúp C1. Thế mà một thủ thành có sự nghiệp khá khiêm tốn tại cúp câu lạc bộ như Subasic lại có thể tạo nên một điều có thể xem là kỳ tích tại đấu trường số 1 thế giới với thành tích cản phá 3 cú sút 11m của các cầu thủ Đan Mạch tại vòng 1/8 World Cup 2018, qua đó đưa đội tuyển Croatia tiến sâu vào vòng tứ kết World Cup sau 20 năm chờ đợi. Mặc cho 2/5 cú sút của đồng đội Subasic đã bị thủ thành Kasper Schmeichel chối từ.
Nếu sắp đến kỳ thi căng thẳng, bài vở vẫn chưa đâu vào đâu nhưng vẫn muốn đạt điểm cao thì dùng foul là một phương án được rất nhiều người lựa chọn. Vận dụng nguyên lý này vào bóng đá, thủ thành Tim Crew đã hóa thành người hùng của Norwich khi giúp bầy chim Hoàng Yến đánh bại những chú gà trống với tỷ số 3-2 trên chấm luân lưu tại vòng 5 Cup FA hôm ngày 4 tháng 3 năm 2020. Trợ thủ đắc lực của thủ thành người Hà Lan chính là những nét chữ ngoẹt ngoạc nằm trên mảnh giấy được dán vào bình nước của anh. Theo các bạn, đây có phải là biểu hiện của sự lươn lẹo hay không? Dù là một giải đấu cấp thế giới được tổ chức trên sân nhà, nhưng chúng ta phải thừa nhận đội tuyển Nga đã có một mùa hè thăng hoa trên những mặt sân quen thuộc của họ. Những chú gấu đã thể hiện một lối chơi khoa học và đặc biệt là kỳ tích vào đến tứ kết đầu tiên trong lịch sử đội tuyển đến từ xứ sở Bạch Dương được cho là thuyết phục và không vấp phải nhiều tai tiếng như World Cup 2002. Tuyệt vời nhất trong thành tích này phải kể đến chiến thắng kịch tính trước đội tuyển Tây Ban Nha hùng mạnh sau loạt luân lưu cân não tại vòng 16 đội. Thật không ngoa khi nói, cái chân của thủ thành Akim Fef đã góp phần thay đổi lịch sử bóng đá Nga. Câu nói hay không bằng hên có lẽ đã quá phổ biến đối với mỗi chúng ta. Thế nhưng giả sử nếu vừa hay vừa hên thì sẽ như thế nào? Đáp án là cân hết. Không những được thần may mắn ủng hộ trong những tình huống đổ người của mình, hai vị thủ môn này còn khẳng định được đẳng cấp của bản thân với hàng loạt pha cứu thua sau đó nhờ sự bình tĩnh và khả năng phản xạ đáng nể của mình. Nếu như ở trên, người gác đền Subasic trở thành người hùng của Croatia nhờ thành công 3/5 lần cản phá Ben trước đối thủ, thì ở đâu đó trên lãnh thổ nước Đức hôm ngày 4 tháng 3 năm 2020 cũng đã xảy ra một hiện tượng lạ. Đó là khi thủ thành Daniel Bart của câu lạc bộ Tí Hon Saarbrücken đang chơi tại giải hạng 3 vô địch quốc gia Đức đã viết câu chuyện cổ tích ngoài đời thực khi cản phá 5 quả Ben. Vâng, các bạn không nghe sai đâu. Chính xác là 5 quả Ben trong thời gian thi đấu chính thức và buộc câu lạc bộ Fortuna Düsseldorf, đội bóng khi ấy còn đang chơi bóng tại Bundesliga, phải dừng bước tại tứ kết cúp quốc gia Đức. Nhắc đến Istanbul năm 2005, có lẽ chỉ gợi lại trong ký ức của huấn luyện viên Ancelotti, đoàn quân của ông cùng toàn thể Milanista một đêm kinh hoàng. Nhưng với những chiến binh, những người con vùng Merseyside, đó là một đêm giấc mơ hoang đường thành sự thật. 3 bàn san bằng tỷ số với đối thủ trong vỏn vẹn 6 phút của hiệp 2 và 2 cú đổ người thần sầu của thủ thành Jerry Dudek trước Biklo và Shevchenko chẳng khác nào hai mũi giáo đâm mạnh vào con tim của những Milanista. Và nhưng đó lại là hai pha bay người của một nhân vật nào đó trong thần thoại đối với các Liverpoolians. Trong hầu hết mọi tình huống thì giận quá mất khôn, nhưng dường như câu này không hề đúng với anh chàng thủ môn Aaron Campbell này chút nào. Mặc dù phải nhận thẻ vàng sau tình huống phản ứng trước đó, nhưng khi đối mặt với tiền đạo của đối phương thì anh đã cho tất cả thấy cây ngay không sợ chết đứng, và sai lầm của trọng tài cùng mánh khóe của đối thủ nghiễm nhiên không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Các bạn vừa xem xong những pha cứu penalty sẽ không thể tái diễn lại lần nữa. Theo bạn, tình huống nào là ấn tượng nhất? Hãy để lại quan điểm ở bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên ấn like và subscribe kênh cùng nút chuông thông báo bên cạnh để kết nối với chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. I am conflicted,